Những chú chó có ngoại hình vô cùng đáng yêu bị những thanh niên trai tráng cầm gậy vụt tới tấp vào đầu, vung chân đá liên tục đầy tàn nhẫn vì không chịu chụp ảnh với khách. Nhìn những hình ảnh này, tất cả chỉ biết thốt lên: tại sao lại có những người tàn ác đến như vậy? Chỉ với chừng 40.000 đồng, bà sẽ được chụp chung với những em cún dễ thương hết nước này khi đến với quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc giả dối. Đằng sau những tấm hình đó là cảnh tượng các chú chó bị hành hạ, đánh đập suốt ngày. Đáng nói ở đây, phản ứng của các em chó là hoàn toàn nằm im, chịu trận trong tội nghiệp, bởi vì có lẽ quá quen thuộc với cảnh bạo hành mỗi ngày. Sau khi vụ việc làm xôn xao cộng đồng mạng, VTV đã vào cuộc, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã vào cuộc để xác minh, điều tra làm rõ. Vậy toàn bộ diễn biến xung quanh câu chuyện này như thế nào? Ngay sau đây, hãy cùng tôi tìm hiểu. Hàng trăm ngàn lượt phẫn nộ, hàng chục ngàn bình luận tràn vào các phía dưới bài đăng để bày tỏ sự bức xúc. Vụ việc các chú chó bị đánh đập ở Đà Lạt đã và đang khiến cộng đồng mạng không thể ngồi yên trong suốt 24 giờ qua. Một số đơn vị báo chí đã cử phóng viên đến tận nơi để điều tra tác nghiệp. Thông qua lời kể của người dân địa phương, họ nhanh chóng tìm được ngôi nhà của chủ nhân các em chó. Được biết, đây là một thanh niên sống trong hẻm Cầu Đúc ở phường 10, Đà Lạt. Tuy nhiên, vì để tránh mặt cơn giận dữ của dư luận, nam thanh niên này đã rời đi và ngôi nhà cũng đã đóng cửa im lìm. Đây cũng chính là nơi các chú chó được huấn luyện mỗi ngày, từ chuyện đứng ngồi làm sao, cử chỉ như thế nào, để mỗi khi có khách đến đều phải hợp tác chụp ảnh với khách. Đây vốn là dịch vụ kinh doanh quen thuộc suốt nhiều năm nay ở quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt. Tuy nhiên, vì bị bắt đứng cả ngày nên có lúc các em chó sẽ phải mệt. Đặc biệt là vào các buổi trưa nắng nóng, chúng thường phải chạy vào chỗ bóng râm. Những lúc như thế này, những thanh niên chủ sẽ không để cho các em cún yên thân. Họ đánh đập, dùng gậy gộc thọc thẳng vào miệng của các em. Những đoạn video được lan truyền những ngày qua khiến mọi người không khỏi thương xót. Những chú chó này thuộc giống Alaska, dòng chó có bản tính rất hiền lành và dễ thương. Vậy nên các em chỉ biết nằm im để người ta bạo hành. Một vài em vì không chịu nổi cũng chỉ chạy đi chứ không hề phản ứng cắn sủa lại. Nhưng cảnh tượng đó, nhiều người, đặc biệt là những chú chó yêu động vật không thể kìm lòng. Một khán giả cũng có nhiều năm nuôi chó Alaska bình luận: những chú chó ở Đà Lạt thực tế gầy hơn rất nhiều so với bình thường. Ban đầu khi nhìn những bức ảnh, chúng ta đều thấy những em chó rất dễ thương với bộ lông trắng muốt và những phụ kiện bắt mắt. Ai cũng nghĩ chúng sẽ được chủ nhân chăm sóc và yêu thương. Nhưng không hề, các em bị biến thành cần câu cơm của nhiều người. Và khi không câu được cơm, các em bị người ta quay ra đánh đập dã man. Câu hỏi được đặt ra lúc này là chúng ta sẽ giải quyết vụ việc như thế nào? Nếu xác minh được những thanh niên đánh đập các chú chó trong đoạn video, mời lên phường làm việc rồi phạt 3 triệu đồng. Sau đó, khi mọi chuyện tạm lắng xuống, dịch vụ kinh doanh này rồi cũng sẽ trở lại. Các em chó rồi sẽ bị bạo hành, điều vốn đã xảy ra trước đây. Khi ấy, phương án hữu hiệu với lâu về dài mà tất cả đều đang chung tay kêu gọi, đó là tẩy chay luôn dịch vụ chụp ảnh chung với chó ở Đà Lạt. Sau khi đón nhận thông tin này, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết đã giao cho công an thành phố điều tra làm rõ. Thành phố đã tổ chức lực lượng kiểm tra, theo dõi nắm tình hình và tiến tới chấm dứt kinh doanh dịch vụ chụp ảnh với thú cưng. Đây là chia sẻ thể hiện thái độ cứng rắn của đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Khi không có cầu, ắt hẳn sẽ không có cung. Tẩy chay, chấm dứt hình ảnh chụp ảnh với các chú chó ở quảng trường Lâm Viên là điều đang được cộng đồng mạng tích cực kêu gọi. Một số người còn sẵn sàng đến tận nơi để mua lại các em cún bị bạo hành giải cứu. Họ chấp nhận trả gấp đôi giá bình thường vì không thể chịu đựng nổi cảnh tượng bị đánh đập tàn bạo đó. Cứ đánh, cứ đập và quả báo sẽ không chừa một ai.